Mình tổ chức mà 3 ngày lễ Vía Quan Âm mà xong rồi giống như mình nằm mơ quý vị. À. Mình nghĩ tới cái bữa mà khởi đầu mình tổ chức và bữa kết thúc mình coi lại những cái chương trình lại của mình quý vị, coi tới đâu cái là quý vị thấy là giống như nó một cái kỷ niệm gì đó trong cuộc đời ghê lắm quý vị ơi. Mà sự thành công của mình á quý vị, nó đi vào cái chỗ vất vả không tưởng tượng được, chứ không phải là những đức lại Quan Âm đồ này kia mà nó khỏe, thiệt là khỏe rồi nó vượt qua khỏe re, không phải, mà nó lên bờ xuống ruộng phải không, nó thành công. Về những đức ngồi suy nghĩ, những đức nói à, cái thành công như vậy mình thấy trân quý, tại vì nó giúp cho mình có sự kiên định, kiên nhẫn. Khi mình làm một cái gì chỉ cần mình quyết tâm, quyết chí thì mình làm nó thành công à. Vậy thì đời này mình gặp pháp môn Tịnh Độ cũng vậy, nếu như mà mình quyết tâm mình niệm Phật là chắc chắn là Phật rước mình, không nói chứ. Rồi quý vị thấy mà bây giờ mình về đây mình tu, mình thấy rõ ràng không, làm việc cho công chúng không, chắc chắn là ông chờ ủng hộ mình. Ba ngày không có mưa quý vị, chúng ta mà chỉ cần một ngày mưa thôi là cái chương trình chúng ta có vấn đề phiền phức rồi đó, cực kỳ phiền phức luôn. Tại vì không thể nào mà cái lượng con người ở ngoài mà chạy đi đâu hoặc là sẽ lễ ở đâu được hết chứ. Mà trước đó thì thấy mưa liền mưa suốt à, mà lễ với ông Âm đâu phải một buổi đâu, mà là tính ra là 4-5 ngày, tại vì người ta về trước đông dữ lắm quý vị ơi. Ngày 17 là người ta đã về đông lắm rồi, bên chùa mới Đại Tùng Lâm rồi. 18 là cũng như là tương đối vô lễ rồi đó, người ta vô về rất là đông ở chùa, mà kéo dài thời gian là không có mưa. À. Còn chủ nhật bên hộ pháp thì hồi xưa tới giờ chủ nhật là không bao giờ mưa, đó, bao giờ mưa đâu. À, hộ pháp là chủ nhật không bao giờ mưa, đó tới giờ luôn. Dù là mùa mưa nhưng mà chủ nhật là ghi chủ nhật là không có mưa, thì hộ pháp không có mưa. Nên nhà đức tính là sắp xếp quý vị thấy tiện không? Nếu mà hôm qua nhà đức thông báo là sáng sớm nhà đức có chia sẻ Phật pháp thì quý vị cực. Vì sẽ tranh thủ qua, hoặc tối đêm hôm lụm cụm qua, rồi sáng phải chạy tranh thủ qua, quý vị đâu có thoải mái được gì đâu, đúng không? Còn hồi sáng như Đức cho bên đây khỏi tu luôn, cho trong chánh điện nằm ngủ luôn đó quý vị ơi, khỏi tu luôn á, ngưng cái thời tu luôn, cho mấy bà cụ phải ngồi trong phòng bấm số niệm Phật luôn, để cho tự ta ngủ luôn đi. Tại vì sao mấy ngày nay nó đã tu dữ quá, bây giờ mình cho sáng hơn cái, thấy không? Mình ngủ lại cái tự nhiên người nó hồi sức lại mau, hồi phục sức lực lại nó mau đó quý vị. À, khỏe đúng không? À. Nhận đức bây giờ chân cẳng đâu cũng hết trơn nhất quý vị ơi, hết trơn à. Thì rõ ràng là chắc chắn rằng là cũng có những người á, chân đồ cũng còn nhất, nhưng mà những đức thấy riêng bản thân những đức là hết trơn rồi đó, trở lại tương đối bình thường. À, thì vị nói là 3 ngày là vị sẽ thấy, là thấy ơn thêm cái là thấy mình đã làm được rồi đó quý vị, đúng không? Không mà chuyện này khó làm á nghe, chuyện này chắc chắn quý vị là chuyện này khó làm đó. À, nên ví dụ như mình làm việc này, dù có ai nói gì đi chăng nữa cũng không có quan trọng tới, tại vì việc này không có ai làm được, nó rõ là không có làm được đó. À, trời ơi, vị biết rằng là những đức đứng như đức tổ chức mà những đức nói là có những cái mà những đức nói muốn nằm tại chỗ đó luôn đó quý vị, mà trong lòng những đức nói nghe, nếu mà mệt quá là những đức nằm tại cái chỗ đó luôn đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu, không đi đâu luôn á. Giống như mình lì với Bồ Tát luôn rồi đó.
À, lì luôn á quý vị ơi. Quý vị biết rằng có những khi mà cái chân nhà Đức đứng lên không nổi luôn. Nó mỏi đến mức nó đứng lên không nổi. Tại vì biết rằng hao hơ tổn sức rồi, không ăn cơm 3 ngày. Nhà Đức không ăn cơm 3 ngày quý vị. 3 ngày không ăn cơm và thêm một cái nữa là gì? Nó cứ ói suốt. Mà nó không ói ra cái gì, nó ói hoài vậy đó. Về phòng cũng vậy luôn, giống là ốm nghén vậy đó. Ngộ chưa? Không quý vị ơi, cái việc cái gì? Cái chặng lễ này là cái chặng lễ mà khảo đảo thử thách không tưởng tượng được nè quý vị ơi. À. Nên mình thấy rõ ràng quý vị, quý vị phát đại tâm thì cũng phải có đại thử thách khảo đảo. Dù là mình thiên thời địa lợi nhân hòa đó quý vị, mà riêng bản thân của mình nghiệp chướng phải khảo đảo. Nghiệp chướng phải khảo đảo. Ôi quý vị biết rằng nghe, cái lễ bữa đầu tiên bên chùa mới buổi sáng á, nó cũng phải khỏe mà nó cũng đã nóng rồi. Mà mình ngồi mình suy nghĩ 5 buổi lễ. Vì ngồi phải suy nghĩ 5 buổi lễ quý vị mới thấy kinh khủng. Rồi lễ một buổi tối bên chùa mới một cái là nó cũng te tua mình à. Mình nghĩ còn 4 buổi lễ nữa nào tàu. Vì nghĩ vậy thôi là cơm quý vị cũng hết ăn rồi đó. À, như những Đức nói với vị là quý vị ở dưới bị lễ có gì bị ngồi còn được, chứ những Đức là thôi chịu thua luôn, chịu bó tay luôn. Nó thì quý vị biết rằng là cứ ngày qua ngày vậy nghe, mà nó trôi qua cuối cùng cái vèo 3 ngày qua xong. Mình là công nhận là mình lì thiệt á, mình lì. À, quý vị thấy có những đoạn mà những Đức lại mà nó ói mấy cái liên tục là nó mệt lắm quý vị ơi. Ói đó mệt ghê lắm. Xong tiếp tục sướng nữa. Mà quý vị biết rằng là Phật Bồ Tát gia hộ như thế, đặc biệt nhất là cái cần cổ như thế không khan tiếng nghe. À. Đúng không? Việc này là lạ nhất rồi đó quý vị. Đúng không? Cái tiếng đâu có khan đâu, bình thường mà. Không có khan tiếng. Đó. Còn cái việc mà đứng lên đứng xuống thì nó mỏi chân là việc này là chắc chắn rồi. Mà nó quá mỏi luôn, nó thiệt luôn á. Ừ. Nó quá mỏi luôn rồi. Ôi ơi. Mà nó nhiều cái nó dồn lại lắm quý vị ơi. Nào là không ăn cơm được là nó không có sức rồi. Nó rồi nó xót bao tử rồi, nó bị ói ra rồi. Rồi chân thì đau, đùi cứng ngắc luôn. À, cái đùi nó cứng ngắc luôn á. Nhất là lúc mà Như Đức vô Nguyện Hương là trên Như Đức mà quỳ xuống là giống như thẳng lui xuống luôn đó quý vị. Nó không có cong lại được luôn á. À, vậy đó mà mình nói không, Như Đức hồi tối về Như Đức ngồi Như Đức coi lại quý vị. Coi lại những cái buổi lại mà tự nhiên Như Đức coi những ốc mình quý vị. Coi dẫn ốc mình á. À, tại vì thấy nó đi qua nó kinh khủng quá quý vị ơi. Ờ, à, có gì đúng là 3.000 lại này kỷ niệm. Những Đức nói đúng là kỷ niệm luôn. Ờ, à, về sau những Đức lễ Quan Âm Bồ Tát đúng 1.000 lại. Hai chùa đúng 1.000 lại. Vì chúng ta đã làm được hết rồi. Và lôi gan chi để cho bản thân cực dữ quý vị. Đúng không? Hai chùa 500 lại hai chùa. Bây giờ là cái lượng Phật tử chúng ta quy tụ 1.000 lại là thiết đông người, ai cũng làm được hết. Đúng không quý vị? Mà mình đã làm đến đỉnh cao nhất rồi, mình không có nên lên nữa đâu. Mình lên nữa mình thất bại á. Lên nữa mình thất bại thiệt á. Nó nên có những người gặp như Đức nói thôi kỳ sau thầy cứ lễ 3.000 lại bình thường nó không. Cái 3.000 lại bình thường nó sẽ là cái 3.000 lại này nó không có còn cái đặc sắc nữa quý vị. Đúng không? Mình duy trì một lần 3.000 lại đó là ý nghĩa nhất rồi đó quý vị. Kỳ sau đúng 1.000 lại hai bữa chùa. Thấy không? Từ hôm nay là không có nói lên xuống gì nữa chứ là đúng 1.000 lại 2 ngày. Rồi. Quyết định vậy luôn. Sau này những cái chú mà
ông tiếp tục với những đức ông đều làm được hết. Còn cái chương trình 3.000 lại là chắc chắn các chú các thầy mình không có ai làm. Chắc chắn không có ai làm. Vừa giảng vừa lại vừa hướng dẫn vừa sắp xếp hết tất cả các việc luôn, thì các thầy các chú mình những đức không có nghĩ tới cái chuyện này. Tuy nhiên tại vì nó cực kỳ khó quý vị ơi. Bỏ cuộc á, nếu làm không kéo là bỏ cuộc á quý vị. Rớt á mất công lắm. Ôi xong gì đâu mà mừng thấy ghê. Hiểu không? Xong là quá mừng rồi. Không mà thật sự mà nói xúc động quý vị ơi. Thấy không? Trời ơi cái lúc mà lễ mà mệt nhất nghe trong tâm những đức nói nè. Giờ con có chết tại chỗ này con cũng lễ. Cái tâm nó ghê lắm quý vị ơi. Cái tâm những đức mà lúc đó những đức nói, trong tâm những đức nói với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng không lẽ bây giờ con làm việc cho các ngài mà mục tiêu là khuyên người ta niệm Phật mà không lẽ con nằm tại chỗ này sao chợ. Nằm chỗ này thì con có chương trình nó nói nó cũng không được đặc biệt quý vị. Dù là Phật tử nó thông cảm hết đó, nhưng mà nó vẫn là không đặc biệt. Đúng không? Mấy vị biết rằng là hồi tối mà lễ mà cuối cùng là những đứa khỏe lắm á nghe. Lễ xong là khỏe lắm á. Chứ không phải như mấy lần lễ ra mấy buổi khác đâu. Buổi tối là nhờ hồi tối đó là những đứa lễ xong khỏe lắm. Thì những đứa thấy rõ ràng là Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho mình 100%. Nên tất cả những người mà nhiều đoàn người ta đi đến đây vì người ta đi, người ta gặp như Đức ta nói rằng là thật sự mà nói cái chuyến đi này của chúng con thật sự quá xứng đáng. Nó quá xứng đáng luôn. Nó đầy đủ hết trơn quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà mình nói thiệt chứ, cái chương trình của mình nghe quý vị, tuy nó 3 ngày như vậy nhưng mà nó kết vào rất nhiều cái hay lắm. Thí dụ những Đức thấy mà hai bữa ca sĩ hát nó cũng hay quý vị. Nhưng nó về ngồi suy nghĩ quý vị. Về ngồi suy nghĩ nói, ủa cái chương trình nó có một cái sự thay đổi gì mà người ta ở miền quê đồ khắp nơi nơi người ta về á, tự nhiên người ta được coi chương trình đó. Rất là hay. Mà mấy anh chị ca sĩ hát cũng hay nữa. Bài nào cũng hay chứ á. Nên từ nơi đó mà mình nói thật sự chứ, người ta đi đến chùa mình tự nhiên cái tâm nó muốn tu hết trơn. Giống như mà hai vợ chồng của Kim Tho, tính ra chồng Kim Tho lại được 1.500 lại á. Nên ngồi cũng lại rồi chút rồi ngồi xuống đứng lên mà cũng ngồi li liệt tại chỗ chứ không chạy đâu á. Cái đó cũng là dữ dằn lắm đó quý vị ơi. Rồi hồi tối rồi Phú Quý đồ nghe lễ tàu không lễ chổng mông không lễ luôn Phú Quý đồ á. Lễ chổng mông luôn mà lễ mà thôi. Kiểu lễ không quen. Nói thiệt quý vị nghe, quý vị vác gạo, vác lúa, vác này vác kia nặng được nghe. Quý vị vô lễ Phật đi rồi quý vị sẽ thấy. Cái thiện căn lắm mới lễ được quý vị ơi. Thiếu thiện căn không có lễ được. Đừng có nói ai mạnh gì mất công đi. Nó không có vô lễ Phật Bồ Tát được. Dạy lại là dọn con tiêu à. Nên những đức nói là quý vị, tất cả quý vị nghe đi đến chùa mình nghe, mà cái chương trình lễ Diếu Âm này kỳ này hơn 20.000 người. Hơn 20.000 người đó quý vị. Thì quý vị biết rằng là một cái chương trình lễ này là cực kỳ đông mà. Mà cái lễ nó rất chất lượng nghe quý vị. Cái tâm phát lên mà lễ nó lễ dữ dằn lắm. Nên quý vị biết rằng là cái duyên của mình đó quý vị, mình đem pháp môn tịnh độ này mình hết lòng mình phát triển. Mà mừng nhất bây giờ là cái phương pháp tu, cái phương pháp tu đặc biệt. Trời ơi, bao nhiêu người gặp những đức họ đều nói cái câu gì, con ở nhà ngày nào cũng nghe pháp, ngày nào cũng tu y rang ở đây. Vậy là con đường mình làm nó phù hợp với người ta rồi quý vị ơi.
nó phù hợp rồi. Nên á, bây giờ nhà nhà người ta áp dụng phương pháp tu này, trong khi cái phương pháp tu này là nó có thời gian trước đó mà quá trời lâu, mà bây giờ nó hình thành phương pháp tu này tại nhà người ta luôn. Đúng không? Nên cái công của thầy Vĩnh mà sắp xếp ra cái thời khóa tu này tới đời của mình, tự nhiên mình lấy đó mình đưa cho người ta, bây giờ mới hình thành. Tại nhà áp dụng tu quá trời đông luôn mà, hồi không biết bao nhiêu gia đình mà nói người ta áp dụng, người ta tu. Điều là tất cả những người mà đi đến đây đa phần là đều là nghe mình giảng và tu ở nhà đó quý vị. Họ người ta gặp những đức thôi, người ta mừng, đừng có nói nữa. Người ta nói rằng là những cái buổi đơn giản của mình thôi mà người ta nghe rồi, người ta cởi mở tâm tư mà người ta áp dụng, người ta tu mà người ta được lợi ích, quá trời lợi ích luôn, nên người ta mừng lắm. Nên cái chuyến này lễ bí Di Đà là chắc chắn cũng đông lắm đó quý vị. Cái chương trình mình đưa lên là đông đó. Nhớ nghe, 17, 18, 19, 3 ngày. Nó nằm vào thứ 6, thứ 7, Chủ nhật á. Tháng 11, âm lịch. Ok quý vị ơi, bây giờ cái thời cuộc nó quá nhiều kiếp nạn rồi. Nó có được những cái cơ ngơn gì mà thuận tiện để mà mình tổ chức thì cái việc này quý vị cố gắng mà tu đi. Không phải ai cũng làm được đâu quý vị. Những đức nói với vị nghe là cái duyên của hòa thượng mình ở khu vực này là mạnh quá. Cái duyên của hòa thượng ở khu vực này quá mạnh. Và hòa thượng mình là được nhà nước người ta quý mến hòa thượng mình quá. Chắc chắn quý vị luôn. Tại sao những đức biết? Vì ngày xưa những đức trên kia những đức biết mà. Người ta không vừa lòng là không có làm được cái gì hết quý vị ơi. Trời ơi, mình nhớ hồi xưa mà cái đợt mà những đức xuất gia đầu tiên á, đóng cái cửa chùa lại, đóng lại để tổ chức gọn ở bên trong 1,000 người. Chương trình xuất gia 1,000 người là cũng đông, nhưng mà phải đóng cửa lại ở trong hết. Nó im điềm đến mức như vậy, quý vị biết rằng là người ta không chấp nhận cỡ nào chứ. Còn ở đây mà bao nhiêu con người mà xe đậu ngoài đường gì tùm lum tùm la mà im re. Mấy vị thấy người ta bán đồ ngoài đường chưa? Tự nhiên nổi lên giống như cái chợ. Tự nhiên nổi lên một cái chợ luôn quý vị. Mà cũng tội buôn bán vô mánh mấy ngày nay luôn. Giúp cho một số bà con nghèo. Trời ơi. Nào là bán khô mực, khô cá đuối tùm lum. Nhiều loại khô quá trời luôn. Nhìn đứa đi ngang thấy có nhiều bà Phật tử cũng cầm lửa tới lửa lui. Gặp những đứa còn giấu giấu nữa chứ. Trời ơi. Bán tá lạ Vinh. Mà bán cái đó là vô mánh. Tại vì cái mấy cái bữa đó là nó hao dữ lắm nên phải cần mua. Cầm tao không đủ xài mấy vị. Trời ơi. Mồ hôi mồ hám kiểu đó mà. Nên bán cái đó là biết đúng mùa. Đúng mùa hết. Ông xin thưa quý vị nghe, họ mà bán nước nôi, đồ ăn, thức uống, đồ chay là cũng là cơ hội đặc biệt. Tại vì sao? Vì lỡ mà trong chùa mình thiếu đồ ăn chút, chạy ra người ta mua người ta ăn. Vì coi không cho họ buôn bán ở nhà chùa mình. Lỡ mà mình thức ăn, thức uống không đủ, nước nôi không đủ, ở đâu đây? Phải nhờ họ cung cấp thêm cho mình mà họ có được lợi ích của họ. Cái cách này rất là hay quý vị à. Nên trước lễ là những nó tính tới cái vụ đó rồi đó quý vị. Trước lễ là những đức sắp ban tổ chức, những đức nói rằng cho người ta bán đi. Mấy anh em nói ủa sao kỳ vậy thầy, tự nhiên cho người ta bán chi tùm lum tùm la. Mấy anh em cứ cho người ta bán đi, lỡ nước nôi đồ ăn thức uống thiếu người ta ra người ta kiếm ăn. Hiểu không? Mà còn cảm tình với một số người buôn bán, họ gặp những đức là gì nè. Tại họ biết nhờ ông này nè mà mình được buôn bán mấy ngày nay, độ số người đó luôn quý vị. Đó thì quý vị thấy không? Nên bây giờ họ cứ trong ngày lễ với Quan Âm đó. Mình đi lại rồi đi bán đồ. Hiểu không? Đó thì quý vị biết rằng cái tâm mà độ sanh á, mình phải nghĩ rộng ra hết đi. Mở rộng ra hết.
thì nó mới từ bi hỷ xả quý vị. Thấy không? Không mà cái chương trình kỳ này nó viên mãn quý vị, tặng máy đúng là hôm qua đặc sắc. Nội mà cái việc tặng máy thôi những đứa cũng ngồi suy nghĩ hết một chút rồi mới nghĩ ra cái cách sắp xếp quý vị là hết để tặng máy luôn. Mà giảng pháp trước rồi xong tặng máy sau. Một là sao? Quy tụ hết con người ngồi đúng vị trí. Và có những đứa ngồi đó nên im re hết trơn. Trời ơi, chương trình kỳ này là nó mặt nào nó cũng tương đối ổn hết. Nhất là máy là không có ai nói một tiếng gì luôn, tại vì ai cũng có hết trơn, nói gì vợ. Ai cũng có máy chứ quý vị ơi, đều rang luôn. Đó, chứ nếu như mà mình tặng mà hôm qua lụp chụp mà thiếu hoặc chuyện này chuyện kia xảy ra là chương trình của mình bị ảnh hưởng rồi đó. Nó không đẹp cái chương trình đó. 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 Nên quý vị biết người ta đi lại mà người ta được chiếc máy này cũng quý lắm nha quý vị. Đó. Tại vì người ta nghe pháp đồ, người ta niệm Phật. Không mà rất tiện nghe, máy này là nghe pháp để cho người nghe được luôn á. Ồ, nó rất là tiện lợi đó nghe. Nên chiếc máy này chắc là mình làm phổ biến luôn được nè. Phổ biến luôn được nè. Đó. Hôm qua tặng xong á, cũng còn dư được số quý vị. Dư được số, sáng nay đưa ra lấy số tiền mua sữa uống chứ. Thế sao tặng rồi hết trơn rồi giờ sao bây giờ? Hiểu không? Nó nên ai đặt thêm tặng cho người thân mình á, thì mình xuống đó mình đặt. Chứ sao bây giờ làm thì làm hết thôi. Bây giờ những đứa đang đặt 20.000 cái quả sen này. 20.000 cái á. Không mà hay lắm quý vị ơi. Bây giờ mỗi lần lễ là cứ kiếm cái loại máy gì hay cái loại mẫu gì đẹp nhất tặng cho người ta. Mà hay lắm quý vị. Cũng có người ta cúng hết trơn à. Ta cúng rồi mình làm, chứ ở đâu mình có tiền làm. Người ta cúng chứ đâu. Thì mình không làm thì ta không cúng, mình làm thì ta cúng. Mà cuối cùng mình làm người ta được lợi ích. Vậy thì thôi mình phát tâm mình làm đại đi. Đúng không quý vị? À. Nên người mù đồ những đức nói, những đức chỉ cần phát tâm làm thì có tiền. Mà không làm thì thôi. Vậy thì thôi mình làm đại cho người mù người ta được nhờ. Hiểu không? Không mà thấy cái duyên mình bây giờ mà, cái duyên mình bây giờ mà nếu không nắm bắt cơ hội này đúng là mình cũng khờ thiệt. Cơ hội người ta đang kết mình quá quý vị. Mà người ta kết mình không biết chừng nào người ta nghỉ kết thì thôi mình nắm bắt đi. Ừ cái gì cũng vậy quý vị ơi. Nếu như mà mình có thờ mình niệm niệm gì người không thì người ta thương mình hoài. Chứ mình mà cái gì ấy cái đi là người ta nghĩ thương đó. Ở cái cõi người ta thương mà ta ghét cấp kỳ à. À thì mình nắm bắt cái lúc người ta đang thương mình nè, nói gì người ta cũng nghe. Ta thương nói gì cũng nghe không, ngộ ghê. Bây giờ quý vị coi ví dụ như bây giờ người ta mà thương mình đi, nước đi mình uống. Thấy không? Mình ói gì đó mà nước người ta cũng, ta cũng lấy người ta uống. Ngộ ghê á, thấy không? Người ta thương là nó kỳ cục lắm quý vị ơi. Người ta mà không thích rồi đó nghe, đưa người ta chai nước, tao nói thôi là được, tôi có nước. À, thấy không? Nên mình muốn giúp chúng sanh là thật sự người ta thương mình mới giúp được, mới độ sanh được, thấy không? À, bữa nay là cái điểm kết mà quý vị biết rằng ba ngày lễ nó quy về nè, nó làm cho quý vị hưng khởi lắm, cái tâm lắm. Mà về rồi những đức nó bảo đảm quý vị công phu nhẹ sơn. À, công phu tu thờ là nó không còn ăn thua gì nữa chứ, nó thiệt luôn á. Mà về sao mà nói mà ngàn lại Quan Âm thì quý vị nói quá khỏe rồi. Thấy không? Vừa lễ mà vừa chơi lai rai luôn á. Tại vì sao? Buổi sáng lai rai vậy cả ngày, rồi chiều lễ một lần. Bữa sau lai rai vậy chiều lễ một lần xong. Thấy không? Quá khỏe luôn, ai cũng đến lễ được hết trơn.
nó nên qua những chương trình này đúng là xong rồi mình rất là mừng, mừng lắm quý vị. Quý vị biết nghe, cái chương trình này á, những đứa xong rồi dù thành công nhưng mà những đứa không có một chút gì tự hào hết. Vì cái sự thành công của nó là bao nhiêu đôi tay con người kết hợp lại. Thấy không? Mình là mình nghĩ rằng là cái công này là trải rộng ra hết luôn. Nên mình chỉ nêu lên là cho tất cả mọi người ai cũng mừng cái chương trình thành công. Chứ nó không có một cái cá nhân nào của mình chứ mà mình tự hào cái gì. Tại vì mỗi người ai cũng là cố gắng quá trời quý vị. Người trong chùa, mỗi điểm chùa mình ai cũng cực lực nhiệt tình. Cả bên hộ pháp cũng nấu đồ ăn, đem cơm đồ qua quá trời làm việc dữ lắm. Rồi bên mỗi điểm chùa ai cũng cực lực nhiệt tình. Rồi Phật tử thì nỗ lực hết mình. Còn Hòa Thượng cũng cầu nguyện. Phật tử khắp nơi nơi ai mà không chắp tay cầu nguyện quý vị cho pháp hội được thành công. Nên cái công sức này là trải rộng ra để cầu nguyện cho chúng sanh quả địa cầu. Không nói gì vậy. Đúng không? Rồi mình mong làm sao mà đem Phật pháp này cho chúng sanh được nhờ nè. Cái này là cái quan trọng nhất của cái việc làm những đức á. Mong làm sao mà cho chúng sanh được nhờ vậy thôi. Mong chúng sanh người ta được tiếp nhận Phật pháp, được gặp pháp môn tịnh độ này để người ta được nhờ. Cái điều đó là cái điều mà mình mà tổ chức bao nhiêu chương trình đó, là mong cho người ta đi về đây nè, mà người ta nhìn thấy cái hoàn cảnh mà đông đúc người ta tu hành như vậy mà việc gì nó cũng bình yên, quý vị biết đúng không? Nên xong 3 ngày là thấy rõ ràng mà còn cái gì nữa. Nói rồi ông vậy đó nghe quý vị, mà nói dở dở gương chứ nhiều bà mới có nói để tôi cô lại xong tôi thấy cái gì. Có nhiều bà đó trời sao tôi thấy cái gì chơi cái trời. Hôm qua có bà Phật tử chạy tôi thấy thầy sao con không thấy cái gì chứ thầy 3 ngày. 3 ngày lại xong cho con không thấy gì chứ thầy. Bà thấy rồi, thấy cái gì? Thấy lại xong 3 ngày lại. Thấy lại xong 3 ngàn lại thì còn gì nữa quý vị. Quý vị mà nói thấy cái này kia không thấy nó, họ nói mình chết. Mà mình chỉ cần nói à quý vị lại xong đi quý vị sẽ thấy. Nghe cái đó nó cố gắng lắm quý vị. Coi coi. Coi coi thấy cái gì. Nó, quý vị nếu mà nói về muốn nói về cảm ứng á nghe thì thôi nhiều. Nếu tại vì vì không để ý thôi. Ha. Nè. 3 ngày, những đức nói 3 ngày, tới 3 ngày không có một giọt mưa. Nghe không? Lễ thiệt là đông người mà không có người nào mà chết. Đúng quý vị. Chết đó, chứ không phải không chết đâu nghe. Già 70-80 tuổi mà ngồi ở trong đó đó, khỏi lễ cũng chết nữa. Ngợp chết đó chứ nói gì. Mà không ai hay luôn. Tại vì ai cũng lo lễ nên tưởng nó bà già này mệt bà nằm. Chết quý vị ơi. Ừ. Nó là những cái cảm ứng xác thực đúng không? Đồ ăn, thức uống ăn không ai trúng thực. Đúng quý vị. Quý vị coi bây giờ về ăn uống nước nôi đồ mà nước nó thiếu có khi mà đục ngầu luôn. Mà đủ thứ cái gì mà cuối cùng nó không có những chuyện này chuyện kia. Lại bị cái cảm ứng cỡ nào chưa? Thì giờ cái hạnh nguyện của Phật Bồ Tát là cảm ứng ngay cái cuộc sống của mình đang sống nè. Chứ bây giờ quý vị nói thằng Thông bay dèo dèo cái gì? Cái đó nó đâu có nằm trong cái phạm vi mình kiểm soát đâu. Cái phạm vi mình kiểm soát đó là cái phạm vi mình đang sống. Nó đó mới là cảm ứng mà rõ ràng cái hạnh nguyện Phật Bồ Tát này, ngày rải xuống ở trong cái vị trí đó. Thấy không? Trời ơi. Hôm qua những đức chia sẻ một pháp mà nhìn xuống những đức thấy nhiều bà héo héo hon. Kêu ngủ không được mặt héo queo luôn quý vị ơi. Đầu dịu sưng có một cô, bà ngồi ở đâu nè. Bà
Nhân Đức thì cũng đuối nhưng mà gặp bà cũng đuối hơn Nhân Đức. Con mắt bà quạt đen tu vậy nè, đen tu vậy luôn. Rồi bà ngồi bà làm, bà nghe Nhân Đức giảng bà làm nè. Ôi ôi, héo queo luôn. Vậy mà tối bà vẫn ngồi bà lại lễ, nay bắt đầu mất tiêu. Đuối quá đuối mà. Không đơn giản quý vị ơi, vị nghĩ đi cái tâm quyết người ta cỡ nào chưa. Ở dưới là bê tông nó đã nóng rồi, mũ vải xung quanh nữa, nó bao lại dưới nó hầm. Nó hầm, nó không bốc lên được mà nó hầm lên mũ quý vị. Mà không có cái mùng nào, không có cái mùng nào văng hết. Mà bên chùa mới là nó còn nhiều mũi lắm nha quý vị. Nên mũi nó cũng cơ hội chuyến này mấy anh cũng làm việc được chút đỉnh. Vậy đó, nhưng mà ở tuốt ngoài bãi xe đồ ngủ là bị vớt ra tua đó cô. Phải giỡn đâu, bãi xe đồ nó vớt đó. Trong phòng thì nó không vô chứ ngoài bãi xe là nó nói là khu vực của nó đó. Nên cái chuyến này mà tình dữ vô tình cũng đều quý mến mình, được lỡ hết trơn rồi. Đúng là cái lễ Bích Quan Âm đặc biệt ấy, được lỡ hết trơn. Người đi tu được lễ 3.000 lại, người bán đồ được, mũi được, được hết trơn, hiểu không? Đó, cái chương trình này gọi là chương trình viên mãn, hiểu không? Chương trình viên mãn. Nên về sau mà chương trình chùa mình tổ chức, quý vị cứ đến đi là thấy nhiều lắm. Đến nhiều chương trình là thấy nhiều, nhất là cái lễ Dưới Di Đà cái này nè, quý vị thấy hoành tráng nè. Cái lễ Dưới Di Đà cái này là hoành tráng lắm nè. Nói mà cái chương trình mà nghĩ ra thôi, quý vị thấy hình thành tư tưởng trong tâm thôi, mình nghĩ thì mình thấy nó cũng đặc biệt quá rồi đó. Mỗi một cái người, lễ vật thì Dưới Di Đà lễ ít quá, 45 phút tiếng hồ ăn thua gì mà lễ ai với đà vật thì nhẹ sờn à. Có 45 phút tiếng hồ chút tí tí là xong rồi, ăn thua gì đâu. Nó thì vị biết rằng bởi vì trong tâm quý vị suy nghĩ thôi. Bây giờ mà mỗi người cái đèn bông sen gì mà bật sáng lên cái để ngay chỗ mình lễ Quan Âm, hàng ngay bon vậy đó. Rồi bao nhiêu con người mà đèn bông sen nó bật sáng lên hết chứ, tắt đèn hết, nó lung linh. Nó chỉ để đèn ngay chỗ Nhân Đức lễ thôi à, thì còn xung quanh là nó lung linh hết trơn quý vị. Trời ơi, nhìn cái lễ Di Đà nó hoành tráng gì đâu quý vị ơi. Quý vị hình thành trong tâm thôi, quý vị cũng tưởng tượng ra được cái lễ Di Đà nó đạt đến trình độ nào nữa à. À, rồi xong á, bữa đó mình đi kinh hành bằng cách giống Tịnh Tông. Đó là đứng tại chỗ rồi chúng ta sẽ quay mặt lại đi theo hai hàng quay lại cái đi. Người nào cũng đi theo vị trí vậy đó. Hiểu không? Cầm đèn bông sen đi quý vị. Cầm đèn bông sen đi. Nó. Đó cái cách đó rất là hay quý vị. Thí dụ như hàng thẳng cái quay mặt lại. Cái đầu thành hai hàng. Hai hàng quay lại đi vòng tròn. Chỗ hàng của mình không à. Đi ngay hàng của mình không vậy đó. Thì cầm cái đèn bông sen để ngang cái ngực gì nè mình đi. Đi trong vòng chừng nửa tiếng thôi là được rồi. Hình thành những cái pháp hội đặc biệt. Tuy đó là một chút hình thức nhưng đó là một cái điều mà thật sự mà nói là cúng dường ngày lễ Bích Quan Âm A Di Đà đó quý vị. Mà nó hay là vì không cần bỏ đèn cày hay bỏ đèn để lại, mà bị cầm cái đèn đem về luôn, là nghĩa là tặng với vị cái bông sen để tiếp dẫn về cực lạc luôn á. Đúng không? Năm nay cái lễ Vía Di Đà đặc biệt nè, chắc chắn vị luôn á. Lễ Vía Di Đà năm nay coi chừng tu hút 20.000 người á. Ờ à, mà vẻ re quý vị ơi. Lễ Vía Di Đà thì thôi quá khỏe rồi à, đâu có lại như Quan Âm gì đâu. Được gì chùa nhưng mà rất khỏe, rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Mà tháng nó lại chắc chắn là không bao giờ mưa. Đúng không quý vị, đâu có mưa đâu.
Đó, nên á, nghĩ ra vậy thôi, nhà Đức tin chắc rằng là Phật tử niệm Phật ai cũng háo hức cái gì. Thấy không? Đó, quý vị thấy rằng là khi cái tâm làm việc cho chúng sanh, quý vị, mình nghĩ ra rất nhiều thứ lợi ích cho chúng sanh. Thấy không? Nên Nhẫn Đức mới nói rằng là Nhẫn Đức là nhờ niệm Phật nên làm việc gì cũng thành công. Nghề dạy nghề, thấy không? Bây giờ quý vị coi một cái tổ chức gì mà chương trình Nhẫn Đức, quý vị nói tôi thiệt nha, công nhận là quý vị phải niệm Phật thôi. Cái đầu Nhẫn Đức mà có thể tổ chức tất cả chương trình quy về một cái đầu. Nghĩa là trước ngày lễ tất cả chương trình Nhẫn Đức bố trí, Nhẫn Đức sắp xếp hết tất cả luôn. Vô lễ một cái là cứ như vậy làm. Có nghĩa là quý vị kinh khủng lắm. Một cái đầu mở ra hết tất cả vị trí, một tất cả vị trí quy về một cái đầu, làm răm rắp y ren. Vậy biết rằng là vừa thiếu nước, Nhẫn Đức kêu Nhẫn quan đi lợi cái công ty nước nào mà nước suối á, cứ mua họ đem về đi. Tại vì bây giờ không có hứng kịp, nước lọc hứng không kịp rồi, mua đại đi. Vừa nói vậy thôi, tự nhiên có 3 công ty nó cúng dường nước luôn. Đó. Đúng là lại Bồ Tát Quán Thế Âm, vì thấy kinh khủng không quý vị? Thấy chưa? Đó. Thấy xác thực rồi còn gì? Quý vị thấy nó nói ra lại 3.000 lại xong cho thấy mà. Thấy không? Đó. Còn cái chuyến này mà mấy cái bà mà mấy cái ông mà lợi mà lại để cầu nguyện mà con cái là dìa đẻ nè. Cái chuyến này cảm ứng nhiều lắm quý vị ơi. Về là đẻ đó. Nó. Rồi mấy cái cô mà bây giờ cấp giờ không ai ngó ngàng tới, chuyến này về nó ngó nè. Ôi ôi hồi về đó, lúc đó là họ tu luôn quý vị ơi. Nghĩ là linh á. Mà tại vì cái tâm họ chăn thật, họ lợi họ lại, họ cầu nguyện là cảm ứng quý vị. Họ lại quá trời luôn. Hôm qua nhà Đức gặp một cái cô đó cỡ 30 mấy tuổi. Tôi gặp nhà Đức có nói một câu này nè. Dạ thưa thầy, con hồi xưa giờ không có lại Quan Âm mà con nghe cái cô kể là thầy nói là cái chuyến lễ này, thấy không, là cầu nguyện. Tại vì con 30 mấy tuổi mà không ai coi con, không ai cứu con hết trơn thầy. Con thì chưa đi tu luôn được, con thì con muốn có chồng, nên con gắng cố gắng con lại. Thầy ơi, con lại 3.000 lại con mệt dữ lắm, mà con nghĩ tới cái chuyện mà lại xong có chồng, con nói cỡ nào con cũng lại. Thấy không, đúng là mỗi người nó có cái nguyện. Bởi vì mình đưa ra cái tư tưởng là ai cầu cái gì thì đến. Tại vì tùy người ta thôi, người ta miễn ta lợi người ta tu. Còn cầu cái gì là chuyện của người ta. Còn mình hiểu thì mình cầu sanh cực lạc. Quý vị nhớ nghe, cái cầu sanh cực lạc nó hay chỗ này nè. Nó cầu sanh cực lạc là nó hay ngay cái chỗ là khi cái duyên quý vị và cái nợ quý vị có thì tự nhiên quý vị có chồng, nếu như quý vị muốn. Mà nó lại là cầu sanh cực lạc. Còn thí dụ như mà mình á, muốn có con thì tự nhiên mình cầu sanh cực lạc, nó cũng có con. Lạ vậy đó, tại vì cái duyên nợ nó còn. Mà nó lại có cái hạnh cầu sanh cực lạc. Còn bây giờ người ta không có thích cầu sanh cực lạc, vì người ta nghĩ cầu sanh cực lạc là chết. Nên người ta cầu có chồng thôi, người ta cầu thẳng trực diện luôn. Thì mình cho người ta cầu đó đi, cản người ta làm chi quý vị. Nên là từ bi hỷ xả là kệ. Ta muốn cầu gì miễn ta lại 3.000 lại được thôi à. Ôi ôi, bà lại xong quý vị, bà đi bại. Đi bại, bà đến bà gặp những đồ tối, bà đi đến bà gặp bà chặn đường rồi bà nói. Dạ thưa thầy, con lễ hết 3.000 lại rồi đó thầy ơi. Mà con cầu nguyện. Có cái chàng công tử nào đến nó tìm con. Chỉ có đúng một cái nguyện vậy thôi mà con lễ con gán. Hồi đó giờ con có lễ vật vậy đâu thầy. Mà con gán, cố gắng con lễ, con nghe thầy nói hữu cầu tác ứng gì đó. Thì con cố gắng con lại 3.000 lại, con chỉ cầu vậy thôi, mệt chứ lắm con gán. Mỗi lần mệt, thiệt là mệt, con muốn xỉu luôn mà con nghĩ ra cái chuyện. Lễ 3.000 lại.
có chồng rồi con cố gắng con lại thầy ơi thầy. Bây giờ con xin hỏi thầy chừng nào có thầy á. Thì lúc đó Diệu Đức trả lời ai biết á. Bà nói trời trời con nghe này đó con muốn xỉu á. Đã nói lệ ba càng lại có chồng bây giờ hỏi sao biết. Là sao thầy? Nhà Đức nói thì ai mà biết là không có biết bữa nào nhưng mà chắc chắn có. Nhưng mà không biết bữa nào nó đến. Cô về cô cố gắng cô niệm Quan Âm thêm. Thì chừng nào nó đến thì biết. Thì bà cũng vớt xong 3 ngàn lại rồi. Giờ làm gì được nhau. Bây giờ mà dạch kinh Phổ Môn ra con không có nói được mình. Tại vì Bồ Tát Quan Âm nói trong kinh Phổ Môn rõ ràng, vì dạch kinh Phổ Môn ra tụng thì biết liền gì đâu. Đó là bằng chứng là Phật Bồ Tát bị đi tìm Phật Bồ Tát bị đòi chồng đi. Đức nói là có trong kinh mà. Bồ Tát Quan Thế Âm nói là hữu cầu tác ứng, bị cầu cái gì được cái đấy, khi niệm danh hiệu của Ngài. Thì những Đức nói là bị cầu bị lại. Thì bây giờ lỡ không được thì bị đi tìm Bồ Tát Quán Thế Âm mới bị đòi chồng. Trời ơi. Không mà nhiều lắm mấy vị ơi. Cái chặng lễ là trước thời gian thì Đức đưa lên cái chương trình này, cái chương trình mà cầu nguyện này cầu nguyện kia, dữ lắm mấy vị ơi. Vậy đó mà lại xanh mặt xanh mày đó. Chưa từng lại mà lại xanh mặt xanh mày luôn mấy vị ơi. Rồi còn 1 ngàn lại là có bà đó, bà lại bà gặp bà nói là con đi lại chuyến này con không có cầu sanh cực lạc gì hết, con chỉ đúng một cái cầu là có một thằng con trai thôi. Nên bây giờ con 2 ngàn lại mà con mệt dữ lắm. Con xin hỏi thầy là 2 ngàn lại có được chưa thầy? Dựng đứng nói cái chương trình này nó tới 3 ngàn đặng. Mà cô mới có 2 ngàn coi chừng đó bị đê với chết bố. Nó cũng là vậy nhưng mà nó lái chút. Không mình nói gì phải giật mình chẳng. Nói trời trời con nghe thầy nói cái mà con bây giờ con hết mệt rồi con gác. Con thì con muốn chánh thống chứ nó không có thể nào mà lái được thầy ơi. Nên từ nơi đó nó thì con muốn chánh thống thì cố gắng làm thêm ngàn đó. Nó dạ con hứa thầy con cố gắng một lại con không bỏ đó. Ông mà Phật tử ta nghe lời mình ghê nghe. Không mà nói nó đúng quý vị. Đó là 3 ngàn lại là cái nguyện. Cái nguyện người ta là cái đại chúng người ta đưa lên cái chương trình nó là như vậy. Nhưng Đức không bỏ một lại. Mệt gì mệt không bỏ một lại bị tin không? Khi những Đức lễ Quan Âm quý vị. Mà cặp mắt như Đức nhìn dòng chữ nhìn chút đó quý vị. Là chữ nó tự nhiên nó giống như nó sàng chữ giống như mà quý vị coi phim mà lúc mà ta nhìn vào cái môn võ công gì mà nó bay ấy. Iran luôn, tại vì Đức nhìn quá nhiều quý vị rồi thì mệt hoa mắt rồi những Đức nhìn nó nhìn một chút quý vị là tự nhiên chữ nó bay nó lạng chữ chết mồ sao chữ nó bay dữ vậy trời. Này chắc là mình luyện được cái môn võ công gì mà nó thâm nhập thì sao nó bay dữ cái tợ. Thì vị biết rằng nghe, có những lại như Đức lại rồi mà trong lòng như Đức nói không biết lại chưa, như Đức phải lại cái lại đó luôn đó quý vị. Không bỏ một lại thêm luôn. Vì biết có những lại như Đức đọc mà nó qua 2 lễ như Đức phải bắt lễ từ đầu lễ lại luôn đó quý vị. Không cho thiếu một lại. Dù mệt là mệt cũng phải lễ.
thêm chứ không bớt, chứ không phải là nhà Đức bớt đâu. Cái tâm mình vậy đó quý vị. Nó nên nhiều cô họ hỏi này hỏi kia mà nói mà trời, mình trả lời nhiều cái cũng mắc cười muốn chết. Nhất là cái bà đó mà nói 2000 lại có nói đủ chưa. Ờ đúng rồi, chuẩn rồi đúng không quý vị? Chuẩn lắm. Quá chuẩn luôn. Nó nên á, vậy là mà cái chuyến này nhiều người ta đi đến đây á, người ta cầu nguyện sẽ có cảm ơn. Chắc chắn quý vị luôn. Tôi biết vì sao? Thật lòng cái tâm của những đức nghe nghĩ rằng á, là bản thân mình bây giờ mình đã tu rồi, mình trong chùa rồi, cái phước duyên của chùa mình niệm Phật thì chắc chắn là lớn dữ lắm, 100% lớn dữ lắm. Cái người mà bên cạnh những đức là duyên phước của họ là nó sẽ lớn dữ lắm, tại vì cái cơ hội của họ, quý vị, cơ hội tu phước tu duyên của họ lớn dữ lắm, rất là lớn. Cũng như những quan ông nói một câu, những quan nói một câu rằng cuộc đời con đi tu chưa bao giờ con dám tưởng tượng được mà con được làm một chương trình cùng với thầy chương trình này. Nên từ nên đó, những quan mà cũng giỏi đó quý vị, thấy không? Những quan giỏi đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nhiều anh em á, ông bị tư tưởng với đức ảnh hưởng, ông đều nói câu là không ngờ ở ngoài đời không có làm cái việc gì mà được gì mấy mà lại yếu ớt, tính tình không mạnh mẽ mà lại đi vô chùa để làm được cái những chuyện lớn trong cuộc đời, làm việc lớn trong cuộc đời quý vị. Rồi bây giờ những đức quý vị nó cũng cùng thờ, đây là cơ hội của chúng ta nữa nè quý vị ơi. Đừng có bao giờ nghĩ cái đời sau, hãy nghĩ đời này về cực lạc đi, đừng có nghĩ cái đời sau nghe. Trong kinh Vô Lượng Thọ bị tụng coi phải, Phật nói rằng là qua một đời khó tu càng thêm khó. Nó cùng thờ với một người mà chịu tu, đó là cơ hội quý vị đó. Cho quý vị biết cơ hội đó. Những đức nói thiệt nha, mình là cũng là một người phàm phu thôi, cũng không phải là đúng hoàn toàn, có khi mình cũng còn sai. Nhưng mà về cái tâm quyết mà tu là của những đức là nó mạnh dữ lắm. Tâm quyết tu là mạnh. Thêm cái mà đối với danh lợi với những đức là không có nặng nề quý vị à. Nó thật sự một câu luôn á. Những đức chỉ mong sao mà người ta được lợi ích. Người ta được lợi ích là mình thấy mình mừng rồi. Có nghĩa là cái tâm này trước ngôi tam bảo mình nói gì để Phật tử á quý vị. Nhớ cái cuộc đời này của chúng ta, đời này nè, phải niệm Phật đi về cực lạc. Đời này phải niệm Phật về cực lạc. Quý vị thấy như cái cô bụng bự, bụng to đó, mà ở nhà mà mấy thầy mấy chú nói ở chùa, mà trước khi bà đi nghe, bà niệm Phật, bà ngồi bà niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật rồi chào mọi người bà đi. Chỉ có cái duyên của bà là với mình nó hơi sao một chút, thấy không? Chứ nếu mà những đức ở chùa đồ luôn là những đức sắp xếp này kia cho bà được thù thắng hơn, thấy không? Ok đi, đường gì cũng được lắm rồi. Thì vị thấy một con người mà đau bệnh đến mức như vậy mà nhờ niệm Phật mới được như vậy, nếu không niệm Phật làm sao được vậy quý vị? Không niệm Phật sao được vậy, đúng không? Vì thì cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn cứu khổ cứu nạn rõ ràng. Mình không tu mà tu cái môn nào, đúng không? Bởi vì nhìn từ ngay chỗ nhận đức bây giờ, mà nếu nhận đức không phải niệm Phật, nhận đức làm cái gì? Đi tu chịu thua rồi. Không, nhận đức mà nếu mà nói về mà không niệm Phật thì đi cúng thì cũng được, cái giọng này cũng tương đối cúng được á. Giọng như đức mà ngăn nghe rồi cúng là cũng chịu làm là dữ lắm á. Nhưng mà nhờ niệm Phật á, thấy không? Nhờ niệm Phật mà được vậy đó. Không mà mình nghĩ hòa thượng mình ngày cũng rất là vui đấy vị, vui dữ lắm luôn á. Tại vì chùa chiền mà người ta về đông như vậy, hòa thượng bây giờ ngồi chỗ hòa thượng cũng thấy vui. Ngồi ngày cảm nhận rồi. Chùa chiền mình giờ ta tu quá trời tu mà đông người ta như vậy. Ao 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 về. Ngày xưa tổ chức á,
Thì hòa thượng còn thấy, ví dụ như thầy chị ảnh đi xuống đây tổ chức xong thầy về mất tiêu, đâu phải là người ở trong chùa mình luôn đâu. Còn bây giờ đệ tử mình ở trong chùa mình luôn rồi thì đây là hình thành chùa mình luôn rồi còn gì nữa. Nhưng chương trình này Đức tổ chức là hình thành chùa hòa thượng không. Còn ngày xưa là thầy là giống như khách đi đến tổ chức, xong thầy chở về cái chỗ của thầy, người ta về đó hết chứ. Còn bây giờ mình đây là đệ tử trực diện ở trong chùa, người ta về chùa hòa thượng luôn. Đúng quý vị, đây mới là cái gốc. Ngày xưa chưa phải là cái gốc đâu, ngày xưa thì thầy về, còn bây giờ mình ở đây luôn. Nên cái điều đó là cái điều mà hòa thượng mình tuổi già của ngài rõ ràng, cả đời xây dựng có hậu. Cả đời xây dựng có hậu quý vị ơi. Nó nên bây giờ quý vị coi hòa thượng xây dựng lên bao nhiêu cơn ngơ vậy mà bây giờ người ta về người ta tu gì, đúng là xây dựng có hậu. Đúng không? Chắc chắn rằng là bao nhiêu vị mà cùng thờ tu với hòa thượng, người ta cũng ngưỡng mộ hòa thượng mình dữ lắm. Không có ai có hết. Quý vị coi hết đi. Không có vị nào mà có người đệ tử làm như vậy cho các ngài, không có. Các ngài cũng có cơ ngơ lớn nhưng mà không có. Cái chương trình tu mà ào ào về là không có. Nên những đức nói thiệt chứ, mình thì nói chuyện có khi cái câu nói mình cái nó không phải là nó quá gần gũi nghe. Chứ những đức nói thiệt chứ, như những đức là trả ơn cho thầy trên kia là đúng là quá trả ơn á. Tại phương pháp tu của thầy hết luôn mà, dùng trực diện y rang không thay đổi mà, dùng phương pháp tu. Rồi nuôi người già là thầy ngày xưa trên kia, đúng quý vị. Còn đến đây thì ví dụ như chùa truyền hòa thượng, thì bây giờ mình đến đây mình trả ơn hòa thượng bằng cách là chùa để xây lên cho người ta tu. Bây giờ mình rủ người ta tu được gì vậy rồi thì thầy không vui. Rồi đại lão hòa thượng Tịnh Không thì giảng Tịnh Độ, giảng kinh Vô Lượng Thọ mười mấy lần, chú giải kinh Vô Lượng Thọ 7-8 lần. Bây giờ mà lại đem Tịnh Độ trực diện mình hướng dẫn người ta. Nên tới đời của những đức áp dụng bằng cách là không phải giảng kinh theo các ngài, mà là mình trực diện đi đem Tịnh Độ đi thẳng vô cho công chúng luôn, thẳng luôn. Còn nếu như bây giờ mà những đức mà tập giảng kinh nữa thì cái việc này y gan các ngài khởi đầu nữa. Bây giờ tới đời những đức là trực diện đi thẳng vào ngay Tịnh Độ xác thực cho người ta tu luôn, là đi vào cái sự kết luận của cái người thầy đã đi qua. Mà cảm ơn các ngài là mình cho người ta nghe pháp các ngài để người ta nghe đó, để người ta nhận thức được Tịnh Độ. Còn mình thì phải đưa cái pháp Tịnh Độ là một phương pháp tu, làm sao mà cho người ta áp dụng được phương pháp tu này mới là chính, đúng quý vị. Thí dụ như bây giờ những đức nó thật sự là như các ngài giảng kinh chưa có vị nào mà nói là một phương pháp tu nào rõ ràng cho vị tu chứ, đúng không? Chỉ tán thán Tịnh Độ thôi chứ chưa có một phương pháp tu, đúng không? Nếu tại gia là quý vị chưa thấy phương pháp nào quý vị tu áp dụng được hết. Nhưng mà tới đời những đức là đưa ra phương pháp tu cho quý vị tại gia, phương pháp tu tại gia cho quý vị luôn. Bây giờ mà những đức còn chỉ quý vị mà cha mẹ già ở nhà mua cái tivi cho cha mẹ coi là đây là một phương pháp số 1, chắc chắn quý vị luôn. Người già họ đa phần đều thích nghe những đức giảng, tại vì đức giảng gần gũi dễ hiểu. Chỉ cần quý vị làm con, quý vị ngồi nghe với họ vài lần cho họ quen thôi, sau này quý vị đi đâu làm họ cũng tự ở nhà bật lên coi. Cái việc báo hiếu của mình là vừa làm việc được mà vừa cho cha mẹ vui được luôn. Mà nghe như đức giảng là không có người già nào mà buồn bao nhiêu hết trơn á. Họ cởi mở tâm tư hết trơn à. Đó. Cách này rất hay luôn. TV đâu có nhiều tiền đâu, câu mạng thì có sẵn rồi, câu vô TV bấm lên cái là coi rồi. Cha mẹ già cứ rảnh được cứ ngồi mua cho cái ghế bố nữa, ngồi là ship luôn mà còn gì nữa. Báo hiếu cách đó đó quý vị, hay. Ai cũng báo hiếu được hết trơn. Còn nhiều người già thì người ta về đây là người ta đủ duyên rồi. Nhưng những đức nói với vị, cái số lượng con người quá đông này, rồi cỡ nào thì cũng đầy. Cỡ nào cũng đầy. Mình phải tính cái cách mà tại nhà người ta, con người ta báo hiếu cho người ta được luôn. Cái cách đó đó.
Còn dù chiếc điện thoại này nhỏ quá, người già coi không có đặc biệt, không phải cái tivi á cho người già họ coi. Vậy thì quý vị mà làm như vậy thì cha mẹ quý vị ở nhà, đúng là quý vị tạo điều kiện cho cha mẹ bị hay quá. Đi làm về rảnh bước vô bật lên, bắt đầu là ngồi coi với cha mẹ để tập cho cha mẹ quen. Rồi lúc nào mà rảnh thì tập cho cha mẹ mình ngồi niệm Phật hộ niệm cái điệu hộ niệm mà mình có quay phim đó đó, cho coi đi. Sau này là tại cái phòng của cha mẹ mình đó, là cái phòng đó là cái phòng hộ niệm luôn, cái tivi đó đó, nhà Đức ngồi hộ niệm luôn cho cha mẹ. Quý vị ngồi hai ba người là hộ niệm được rồi. Những Đức nói một người quý vị cũng hộ niệm được, tại vì nó có sẵn rồi. Vì cứ những Đức niệm câu, vị niệm theo, vị hộ niệm cho cha mẹ mình thôi. Và mỗi ngày cho họ cái thời khóa tu là cái điều hộ niệm đó đó. Quý vị mà làm đúng như vậy đi, những Đức nói quý vị có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ tại nhà được rồi đó, mà không buồn. Tại những buổi giảng những Đức nó quá nhiều, bây giờ coi hoài coi cũng không hết. Bây giờ cha mẹ bị coi thoải mái luôn, ngày nào cũng có chương trình mới. Với thêm nữa là bây giờ ngày nào những Đức cũng ưa mà nói chuyện kiểu như bất chợt lên những đoạn ngắn ngắn, mà toàn là những cái quan trọng, kết duyên với người ta khắp nên nơi, hiểu không? Nên cuộc đời những Đức bây giờ là gì phải không? Bắt tay vào việc mạng truyền thông phát triển nè. Nhưng hôm qua đồ có mấy cái vị trí quay phim đó, là người ta lợi người ta quay phim mà người ta làm cũng đẹp lắm nghe. Tôi quay xong là ta làm luôn, có cái viễn văn ta đọc đồ mà những trình lễ mình đưa lên hoành tráng lắm quý vị, hoành tráng lắm, làm hay. Nó nên đồ bây giờ mà bấm lên mạng thôi, mỗi các trang luôn cái chương trình dưới quân âm của mình giống như nó đầy luôn quý vị ơi, thấy không? Đó là cái điều á, mà cái niềm vui lớn nhất của cuộc đời mình là đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu, mừng nhất. Đem Tịnh Độ giới thiệu, nhớ nghe quý vị. Cái việc này quý vị đi đến đây, dù quý vị có mỏi mệt gì một chút, nhưng mà cái việc đi vì nó xứng đáng như lắm. Nó rất là xứng đáng trong cái cuộc đời quý vị luôn. Bây giờ bản thân mình khó khuyên ai niệm Phật, mà ông thầy ông khuyên người ta được gì, mình chỉ cần ngồi ở dưới mình ủng hộ thôi. Cái việc này nó quá hạnh phúc rồi còn gì nữa quý vị, đúng không? Rồi lay quay rồi tới khiếm thị 12 tháng 10, nghe không? Ngày thứ 6 nghe. Ví dụ như mỗi người trưởng đoàn á, mỗi người trưởng đoàn quý vị cũng có duyên với một cái nhóm của mình á. Thì nguyên một cái nhóm những người trưởng đoàn, thì người trưởng đoàn cái đưa lên chương trình khiếm thị như vậy tại chùa tổ chức. Các chị em nào cổ ích lòng nhiều, tùy tâm, cùng chung tay với nhau để chúng ta ngày đó mình lợi mình cho tiền người khiếm thị. Nó phải có cái đầu dẫn dắt. Việc những Đức làm là những Đức đã làm rồi, những Đức cho quý vị làm vậy đó. Rồi tất cả chị em là người ta trưởng đoàn thì mình đi chung với người ta là mình phải hoàn toàn tin tưởng. Còn không tin thì đừng có làm. Còn làm thì đừng có nghi. Làm thì đừng có nghi, mà nghi thì đừng có làm. Thấy không? Thì chị em kết hợp lại để có người cầm, xong bắt đầu là bao nhiêu tiền cái mình đưa lên chương trình là chúng ta đã quyên góp được bao nhiêu tiền như vậy. Và đổi ra chương trình kỳ này chúng ta cho một người được 20, 30 hay 10 ngàn gì đó, rõ ràng thì chị em cùng đi ngày đó lợi cho tiền người khiếm thị. Không, cái việc như Đức làm là mong cho người ta lợi ích thôi quý vị ơi. Còn nó thiệt mạnh dạn một câu là chương trình khiếm thị 4 ngày những Đức để dành tiền đủ. Đủ chương trình kiếm thị. Chương trình kiếm thị là những Đức đủ tiền làm rồi đó. Nên quý vị khắp nên muốn cúng dường thì cái đó là hùng duyên, hùng phước. Những Đức làm việc khác. Còn cái việc chương trình kiếm thị là những Đức đủ tiền làm. Nên cái đưa lên chương trình là 4 ngày sau mà người ta đưa những Đức cắt nghiêng vậy đó, là đủ làm chương trình khiếm thị. Còn việc mà nhà chùa lo này kia thì mấy cô tự sắp xếp hết trơn, những Đức đưa hết trơn. Nhưng lâu lâu chút ít những Đức bỏ vô chỗ đó cắt vậy đó. Mà 4 ngày cũng đủ làm chương trình khiếm thị, vậy thấy không? Cái việc mà làm việc cho công chúng nó thù thắng đó quý vị ơi.
hãy làm chân thật, làm đúng 100%, thì cái phước duyên quý vị là cộng lực mà sanh phước. Cộng lực mà sanh phước. Quý vị cứ làm sao mà tặng đáy lòng, quý vị làm đúng 100%, quý vị khỏi cần sợ ai nghi. Ai nghi người đó có tội. Cứ làm đúng lương tâm vậy đi. Quý vị làm sao mà cái gì của mình thì mình dùng, còn cái gì mà cái dính vào cái công chúng là đừng có bao giờ một cái gì không phải. Còn ai nghi, gắng chịu. Thấy không? Đó. Nên quý vị nhớ nghe, cái câu này rất là quan trọng trong cái cuộc đời chúng ta nè. Tất cả sự khổ đau, sự buồn phiền gì trong cuộc đời, con người phải nhớ kỹ, thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Nhớ nghe, khổ gì chồng, khổ gì nghèo, khổ gì bệnh, tại sao? Thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Vì cuộc đời con người ai cũng chết. Có ai tồn tại hoài đâu mà không qua. Hiểu không quý vị? Có nghĩa là có một ông quan này, ông học Phật, thì ông hỏi một người này, ông giải thích cho tôi nghe một câu mà để cho tôi gọn nhất, để tôi dễ nhận thức nhất, để tôi phát tâm tôi tu. Trong vòng 3 ngày ông phải tìm ra một câu đó cho tôi. Ông này ông đi vòng vo tám quá, hỏi bao nhiêu con người, không thể nào ai nói một câu ngắn nhất cho ông nghe được. Cuối cùng ông đói bụng quá, ông vô tiệm hủ tiếu gõ gõ không em. Mình nói hủ tiếu gõ đại đi, là quán cốc quý vị. Ông vô ông ăn xong, ông ngồi ông ăn, mà ông ăn vô buồn. Nhà vua đưa lên 3 ngày, quan đưa lên 3 ngày mà bây giờ mà không tìm cái câu nó, cái câu giải đáp đó thì sao đây. Cuối cùng ngồi ông buồn, ông ăn không vô. Xong ông kia hỏi, ủa sao mà ngài ăn mà sao không ăn đi. Nói là bây giờ ông quan á, ông kêu đi tìm hiểu cái câu gì đó cho ông. Cái cuối cùng cái ông mà bán hủ tiếu gõ này, cái ông này là ông đơn giản thôi, ông nói, ông cứ trả lời cái câu là thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua. Thì cái ông kia hỏi, ủa sao nói câu này, là bây giờ ông làm quan cũng sẽ qua thôi, ông nghèo cũng qua thôi, ông làm vua cũng qua thôi, đẹp cũng qua thôi, xấu cũng qua thôi, có chồng cũng qua thôi, không có chồng cũng qua thôi. Vậy thì ông nhận thức cuộc đời, ông tu hành là đúng rồi, cầu giải thoát là đúng rồi, vì mọi việc đều sẽ qua hết. Đúng quý vị? Ai hận thù, ai trách móc, ai ghét ai gì rồi cũng qua hết. Không lẽ ở đó hoài ra sao mà còn. Nó đều qua hết chứ quý vị ơi. Rồi 3 ngày lại Quan Âm cũng qua. Đúng quý vị? Ăn ngon cũng qua. Cái gì cũng qua hết quý vị ơi. Quý vị thấy, quý vị cũng đã từng mới có chồng, bây giờ cũng qua. Bao nhiêu cái niệm ấm chăn im cũng qua. Không? Nhớ hồi xưa mới có chồng không? Cũng hạnh phúc mặn nồng ghê lắm, đúng không? Rồi bây giờ những hạnh phúc đó có còn đâu? Quá ơi! Dư âm, nó dư âm mà làm đau khổ người ta đó quý vị ơi. Những cái dư âm đó mà bây giờ bị mất mát đi, nó làm mình đau khổ. Nên Phật nói là xa lìa khổ là từ cái dư âm mà ra. Nên mình dùng cái câu là thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua, nó qua hết chứ. Con bất hiếu cũng qua. Động lại cho chúng ta một câu A-di-đà-phật để cầu giải thoát. Đúng không? À, nên cái buổi chia sẻ này mình nhớ cái đoạn này cực kỳ quan trọng luôn nè. Tại vì sao? Nếu mình hiểu được nguyên lý này thì tất cả chúng ta sẽ không bao giờ khổ nữa. Vì sao? Rồi mọi việc cũng sẽ qua. Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình phải động lại cái gì để mà mình cầu giải thoát, để nó không còn khổ nữa nè. Đó là cái pháp tu tịnh độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vậy cực lạc nó mới hết khổ quý vị. Bây giờ bị đây làm vợ làm chồng người ta bị điều khổ. Thấy không? Dương Ngọc Thái nói một câu á, chắc chắn Dương Ngọc Thái là ca sĩ Dương Ngọc Thái là họ biết về cái khổ đó.
Họ nói một câu đó rõ ràng, vợ mà nghe cũng có khi mà không hiểu gì mấy là cũng hơi buồn buồn. Vợ tôi cũng giả, nếu cho tôi chọn, nếu cho tôi chọn bây giờ tôi là một thanh niên chưa có vợ, tôi sẽ chọn đi tù. Dương Ngọc Thái nói rõ ràng mà. Mà là ca sĩ cũng nổi tiếng, cũng có điều kiện. Mà Dương Ngọc Thái có điều kiện lắm á quý vị. Nhà cửa đồ cũng có, bàn thờ thờ Phật đồ dữ lắm á. Mà anh đó cũng biết Phật pháp nhiều á. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng á, mà còn nói câu vậy có nghĩa là trong cái lo của họ vẫn có cái khổ, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó cái cõi đời này còn mang thân, còn ở cõi này dù giàu hay nghèo, đẹp hay xấu đều khổ. Mà khổ nói không hết, nói hoài nói cũng không hết. Chấm dứt cái khổ chỉ có ở cực lạc. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni người nói ta bà khổ, khổ không nói hết, cực lạc vui vui chẳng nghĩ bàn. Cho mình chọn rõ ràng rồi còn gì. Rồi quý vị coi, quý vị lễ Quan Âm Bồ Tát mà nó có những lúc nó mệt, không tưởng tượng được mà trong cái khổ nó có cái vui. Quý vị suy nghĩ rõ ràng không? Quý vị làm những việc bị mệt vì dễ sân si nghe, ghiêng lại Quan Âm không sân si. Mệt gì mệt không sân si. Ai bắt quý vị lại mà sân si? Người ta chỉ khuyên quý vị chứ ai bắt buộc. Không có một cái luật pháp nào mà bắt buộc chúng ta mà phải lại Quan Âm hết chứ. Nhưng mà do mình phát tâm mình đi lại mà sân si gì. Mọi vị thấy cái việc thế gian làm vợ làm chồng lo cho gia đình lại sân si. Lại sân si và lại tính tốt. Nhưng riêng cái việc mà lại Quan Âm, quý vị thấy mệt cỡ nào mệt không dám sân si. Những đức mệt quá trời luôn, những đức có dám sân si đâu. Lễ mà mệt thiệt mệt mà gán cố gắng mà. Ừ. Thấy chưa? Tại vì sao? Vì nó cảm giác gì lạ lắm, không diễn đạt được quý vị ơi. Ừ. Nghĩa là ghiêng lại Phật lại Bồ Tát là không có sân si được. Ngộ vậy đó quý vị ơi. Làm như trong cái danh hiệu các ngài có một cái nguyện gì lạ kỳ lắm. Mà khi bị lại danh hiệu các ngài quý vị không có sân si. Nhưng mà làm việc khác mệt là sân si. Cả làm công quả có khi nó cũng sân si nữa. Đừng có nói chuyện làm thế gian. Nhưng mà chỉ có niệm Phật, niệm Bồ Tát, lại Bồ Tát là không sân si. Đúng là hay thiệt. Bởi như Đức nói vì ở nhà đừng có bỏ hai thờ công phu. Bỏ hai thờ công phu là sân si á. Mà vì bỏ hai thờ công phu vì sẽ nghe không nghe những Đức giảng được đâu. Ừ. Tại những buổi giảng như Đức là đi vào trọng tâm của hai cái thờ công phu. Mà vì bỏ hai thờ công phu thì nghe không có hồn. Đó nên á, phải nhớ kỹ nghe. Xong 3 ngày rồi nay thấy rồi đó. Thấy không? Nói mấy vị thấy những đức là mấy vị thấy rồi đó. Thấy không? Trời ơi, không có cái hơ của ai mà đến mức như vậy đâu quý vị ơi. Ừ. Mấy chú qua gặp Hòa Thượng nghe nói một câu, ông này. À, nên là kinh khủng quá. Nên từ nó đối bị cái này chỉ là một cái chân thật. Những đức nói thiệt nha. Người ta không dám phát tâm chứ thật sự thì người ta cũng làm được. Thật sự là không dám phát tâm quý vị. Không dám tin luôn á. Nhưng mà mình là do dám làm quý vị ơi. Chứ không phải là hay ho gì đâu. Mình dám làm quý vị ơi. Chứ quý vị coi á. Như người ta là người ta nằm cái bẹp chỗ đó liền. Nhưng mà những đức cứ nghĩ mày gán lên, gán lên. Vì bao nhiêu con người gán lên, gán lên, gán lên. Cứ là động viên mình gán lên. Bồ Tát ở giang hộ cũng gán lên. Cứ vậy không à. Nên trời ơi vị ơi, có khi mà vị biết còn 30 lại thôi nghe quý vị. Những đức mà nói thôi trời, giống như chùm hổm. Lại chùm hổm quý vị ơi. Chùm hổm vậy đó.
Nó mình nghĩ không lẽ giờ mình té cái rầm, không lẽ mà tối té cái rầm. Coi lại một cái nghe bị nghĩ là cái chương trình mình đó. Cho nó người mình. Nó cái cảm giác cái lúc đó quay lại quý vị. Ôi ôi cái cảm giác lúc đó nó quay lại nó kinh lắm quý vị ơi. Mà những đức tin chắc nhiều người cũng hồi hộp. Nhìn những đức bị thấy hồi hộp quý vị ơi. Có nhiều người nhìn những đức người ta sẽ không dám tin thầy làm được hết. Ai cũng hồi hộp. À, ngoài chơi cũng hồi hộp luôn. À, nó hồi hộp chứ. Coi thấy quá trời hồi hộp. Tại vì thấy mình như hôm qua đó quý vị, biết không? Cái lúc mà cho máy á, những đứa ngồi không lẽ những đứa nằm tại chỗ chứ không phải ngồi. Nó mệt á. Ôi con người nó giống như nó bủng rủng tay chân á chứ mà nói gì đâu mà. Nó mệt mà đúng ra mình đang tặng máy cho người ta vậy là nó hưng khởi, nó vui lắm quý vị ơi, mà nó mệt mà nó lơ đơ mà nói trong bụng tờ kiểu này mà lại Quan Âm mà. Hai ba lại chắc mà gục ngã luôn chứ mà sao mà đuối quá trời đuối trời. Vì mà vô cứ lễ 500 lại xong rồi mọi việc cũng sẽ qua. Đúng quý vị. Một đời người sẽ qua nếu như quý vị không niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị cũng sẽ qua một đời ủ phí. Và bây giờ quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc, quý vị sẽ sống một đời đặc biệt vui vẻ trong một gia đình mà lại có hướng về cực lạc. Quá tuyệt. Đúng quý vị. À, bây giờ người giàu nhất trong cuộc đời này luôn, bây giờ họ không cầu sanh cực lạc, cuối cuộc đời họ gần chết đi đâu? Bị muốn lên hay muốn xuống? Hiểu không? Bị muốn lên. Nó lên muốn xuống thì xuống. Hiểu không? Tùy vì chọn lựa đi. Nên cái lễ á, hoặc á là tuyệt đối phải đưa lên. Lên, đừng có xuống. Nhớ kỹ nghe. Lúc nào cũng vậy nè. Chứ đừng có mà. Suy cầu que. Ông mà quý vị công nhận quý vị lễ hoặc lễ Bồ Tát nó hay tí ghê. Cái tâm quý vị nó thiệt nha. Những đức nó thiệt. Mình cũng còn khỏe chứ không phải là già cả gì. Mà bây giờ những đức nói nghe, lễ Phật, lễ Bồ Tát lúc mệt đó quý vị. Những đức nó thiệt. Có đem một người nữ đẹp đến mức mà như tiên đem lại trước mặt những đức. Những đức cũng nói bà đi ra chỗ khác cho tôi. Đi ra chỗ khác. Ờ quý vị ơi, nó mất sạch luôn. Nó không có còn một cái nghĩ gì. Bây giờ là tôi muốn lại Quan Âm. Bây giờ là tôi sắp chết rồi. Bây giờ ở đây làm cái gì? Đi ra chỗ khác. À, như là những đức nói bị nghe là cái tâm mà lúc đó là nó gì nè. Nó lên cực lạc quý vị. Thấy không? Còn cái thân mình thì thân mình kiệt sức. Cái thân thì kiệt sức quý vị. Ừ. Còn cái tâm thì nói gì nữa quý vị ơi. Rõ ràng đúng là lễ Phật lễ Bồ Tát hay ghê thiệt trời. Cái tâm gì đâu mà nó hừng hực lên cực lạc không à. Mà mệt gì mệt nghe gì cực lạc ghê thiệt chứ. Còn cái thân của mình thì ghê không. Còn con người mình mà nếu mình mà không tu nghe quý vị, cái tâm mình nó về cực lạc yếu. Nhưng mà cái thân mình thì trời ơi nó kinh khủng thì quý vị ơi. Nó thấy không. Nên chỉ có tu hành thì cái tâm khác nó mới dẹp bớt được. Chỉ có tu hành thì những cái loại tâm kia nó mới dẹp bớt. Giảng cái này là thôi số 1. Giải thích cái kiểu lên xuống này ghê quá. Nhiều cô dưới chắc cũng hiểu nhiều thứ loại. Nhiều cô dưới hiểu nhiều nhiều thể loại. Nên khi lại Quan Âm này về á, mà về mà gặp mấy ông chồng nó ở nhà á, không mình mà gặp nó một cái là trong lòng mình nói thôi được rồi.
Mày là tao mệt mỏi lắm. Thật sự mà nói nó mất tiêu hết sạch cái tâm luôn quý vị. Nhưng mà là do họ, mình không có quyết định được thôi. Mình phải chịu thôi chứ thật sự thì không có còn cái nghĩ ngợi gì. Còn mấy ông thì những đứa nói bảo đảm luôn. Mấy ông thì chịu thua. Thấy không? Về mà vợ mình lết lết lại gần là mồ quan đi âm Bồ Tát. Bồ Tát của ông gia hộ cho con tay qua đã khỏi. Còn mấy bà đấy, qua ông gia hộ cho con qua cơn bão bùng quá. Không bị nguyện cái là tự nhiên đứng đi mất tiêu quý vị ơi. Tại vì lễ ba ngàn lại cảm ứng chứ. Vừa gặp cái trường hợp đó mình nằm mồ quan em Bồ Tát cho con qua cơn bão bùng đi. Tự nhiên ổng nói sao kỳ cục, sao thôi mình phải đi chỗ khác không có được cái gì chứ. Hiểu không? Một có cảm ứng với việc không phải chuyện dẫn đâu. Đó, nó nên những điều những đức chia sẻ nó rất là xác thực. Hiểu không? Để quý vị áp dụng một quá. Áp dụng một quá vị tu thì vị mới thấy rằng cái việc mà niệm Phật niệm Bồ Tát rất hay. Công nhận không? À, vậy thì lễ với Di Đà chúng ta quyết tâm cố gắng. Nghe không? Cái lễ vía mà đặc sắc trong cuộc đời chúng ta vì mình niệm Phật về cực lạc mà. Quyết tâm về cực lạc vậy ơi. Đời này mới về cực lạc nghe. Giàu nghèo đẹp xấu gì cũng bây giờ cực lạc quý vị ơi. Rồi chương trình hôm nay chúng ta chia sẻ đến đây thôi quý vị. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ. À, cái công đức toàn thể đại chúng chúng ta niệm Phật, nghe chia sẻ Phật Pháp và phóng sanh cúng đĩa thực rất là lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể chúng sanh trên quả địa cầu này được bình an, trong đó có tất cả chúng ta và những người ghi giấy cầu an trong đây. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người ghi giấy cầu siêu để đây, và tất cả chư hương linh chết mà chưa được siêu thoát đều được hồi hướng công đức này. Nguyện thần thức quý vị tỉnh táo sáng suốt, nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung, tự thực biến thập phương nhất tiếp Phật tự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngô tình chung, ngã kim thi nhự cung, thự thực biến thập phương, nhất tiết hộ tình cộng. Nguyện dị thự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự hộ tình, giai cộng thành vẫn đào. Như đăng cô hồn chung, ngã kim thi nhự cung, nhất tiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành vấn đào. Án một lũng lăng ta bà ha, án một lũng lăng ta bà ha, bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Yeah.
trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đá dài bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dài bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dài bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dài bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh quý vị. À, nhớ là tất cả những người bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh kia, hoặc mình yếu đuối, hoặc là mình sống mà không được vui vẻ, vị nhớ cái công đức phóng sanh này giúp chúng ta vui vẻ. Phật dạy mà, cái công đức vô ý thí là giúp cho mình bình an. Và con người thường nhút nhát cũng từ cái công đức phóng sanh này giúp cho mình mạnh mẽ, quyết đoán. Nhớ kỹ. Nên chúng ta đã biết đạo rồi, con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết, vì mình biết đó là tội sát sanh rất là nặng. Vì phải nhớ rằng là gia đình nào mà tạo nghiệp sát sanh, chắc chắn gia đình này sẽ không bao giờ giàu sang mà thịnh vượng lâu dài. Mà khi mà nó sụp đổ một cái thôi thì tiền mất tật mang. Mà thường là gia đình sát sanh là đa phần con bất hiếu đến, nó quậy phá kinh khủng lắm. Phải nhớ kỹ nha. Nên người mà nghe đạo rồi, nếu mà tin là thà chuyển nghề sớm trước thời gian khi quả báo đến. Khi quả báo đến rồi khó, cực kỳ khó. Nhưng quý vị cũng nên chân thật quay đầu niệm Phật. Nên cái công đức phóng sanh này lớn lắm quý vị nhớ. Nên chúng ta muốn cầu an cho người thân, hay cầu siêu cho người thân, hay là mình mừng thọ cho ông bà cha mẹ, cũng từng ăn chay, đãi đầu chay phóng sanh mới là đúng mừng thọ. Còn nếu như mừng thọ mà sát sanh cúng là không phải mừng thọ đâu. Người tuổi thọ kéo dài là do ăn chay phóng sanh. Mà bây giờ người này được tuổi thọ, mình mừng thọ mà mình lại sát sanh thì nó đi ngược lại lời Phật dạy, nó không đúng, không phù hợp. Nhớ kỹ. Nên người bệnh đau ung thư này kia nên phát tâm niệm Phật, ăn chay, phóng sanh. Đây là cách giải nghiệp và hết bệnh. Rất là hay. Nhớ nghe. Giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim quý vị. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật để thả chim quý vị.
A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Có những vị vị muốn phụ những đức chương trình khiếm thị hay là cúng dường tam bảo nuôi người già rồi đó, phóng sanh được mấy cái thùng để ngoài đó, quý vị cứ cúng dường ha, tùy tâm quý vị để tu phước tu duyên. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.